Thân mến, chào mừng các bạn học sinh lớp 8. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần A Closer Look 1 của Unit 1 của chúng ta này các bạn. Đó, Unit 1 chúng ta đã học các cái nội dung trước rồi. Cái phần Getting Started chúng ta học xong rồi. Thì bây giờ trong phần này chúng ta sẽ bắt đầu học về kỹ năng từ vựng, Vocabulary các bạn ha. Và chúng ta sẽ đến bài tập số 1. Bài số 1 này người ta yêu cầu mình thế nào? Người ta yêu cầu mình là nhìn xuống cái biểu đồ hình trà, cái biểu đồ hình tròn mà chia ra thành miếng này, nó giống như cái miếng bánh đó các bạn. Đó, chia ra thành từng miếng bánh này. Người ta đề nghị mình nhìn vô cái biểu đồ này, biểu đồ hình tròn hình này nhá. Đó, nó là như thế này. Cái biểu đồ nó nói về cái biểu đồ này á, nó miêu tả về những hoạt động vui chơi giải trí ở Mỹ và trả lời những câu hỏi ở phía dưới đây. Đây, các câu hỏi này. Và chúng ta, việc của chúng ta là nhìn vào đây, thầy thì giải thích cho các bạn nha. Đây, thầy giải thích cho các bạn sẽ hiểu ngay liền và chúng ta sẽ rất là dễ nhớ. Thời gian vui chơi giải trí một ngày, trung bình một ngày đó. Đó, một ngày trung bình hay trung bình một ngày cũng được. Có nghĩa là người ta tính cái số giờ, số phút trung bình một ngày người Mỹ họ hoạt động vui chơi giải trí như thế nào. Đây, các bạn nhìn đây nha. Đó. Và chúng ta trước khi đi vào nói cụ thể từng cái hoạt động một thì thầy sẽ giúp các bạn hiểu ở phía dưới này người ta đang nói điều gì nha. Ghi chú này, ghi chú cái dữ liệu này, cái dữ liệu người ta ghi ra chúng ta này bao gồm tất cả những người từ cái độ tuổi 15 trở lên. Và cái dữ liệu nó cũng bao gồm tất cả những ngày trong tuần, tất cả những ngày trong tuần. Và cái trung bình hàng năm. Đó, và trung bình hàng năm. Trung bình á, và cái trung bình năm á các bạn, đối với năm 2012. Đó, cái dữ liệu này là lấy từ cái nguồn của cái thống kê lao động, cái bang ủy ban của thống kê lao động này của Mỹ này. Đây, thời gian của Mỹ này, đó, sử dụng trong cái cuộc khảo sát này. Tóm lại là cái chỗ này thầy chỉ lưu ý cái quan trọng nhất cho các bạn là người ta tính cái độ tuổi từ 15 tuổi trở lên và cái thời gian bao gồm là tất cả các ngày trong tuần. Đó các bạn nha, hai cái đó là quan trọng thôi, còn những cái kia nó chỉ là phụ thôi. Rồi, vậy thì cái hoạt động thứ nhất chúng ta nhìn vô đây là cái to nhất, chiếm số lượng nhiều nhất là gì? Các bạn thấy chưa? Trên 50% luôn. Nhìn như thế này là trên 50% luôn. Thì nó là thời gian xem TV 2,8 giờ một ngày. Các bạn thấy một ngày có 24 tiếng đồng hồ à? Chúng ta làm rất nhiều việc rồi mà mỗi cái việc xem TV không đó là đã chiếm tới 2,8 giờ rồi. Nhưng mà là quá nhiều. Cái tiếp theo, cái này cũng gần, cái này cũng nhiều, gần bằng cái này, không phải gần bằng mà ấy là số 2 đó, nhiều hơn, nhiều chỉ thua cái này thôi. Đó là hoạt động gì? Xã giao, hoạt động xã giao và giao tiếp 39 phút mỗi ngày. Hoạt động xã giao và giao tiếp chiếm 39 phút. Hoạt động thứ ba, hoạt động đọc sách báo chiếm 20 phút. Hoạt động tiếp theo, hoạt động là chơi thể thao và tập thể dục chiếm 19 phút. Hoạt động tiếp theo, sử dụng máy vi tính để vui chơi giải trí chiếm 25 phút. Hoạt động tiếp theo, thư giãn và suy nghĩ nhiều điều 17 phút. Hoạt động tiếp theo, những hoạt động vui chơi giải trí khác chiếm 18 phút. Tổng cộng, các bạn nhìn đây, tổng cộng vui thời gian thể thao và vui chơi giải trí, tổng cộng này, tổng cộng thời gian dành cho thể thao và vui chơi giải trí chiếm 5,1 giờ. Đó, 5,1 giờ một ngày là con số quá lớn dành cho vui chơi giải trí, hoạt động thể dục thể thao đối với người Mỹ, được chưa? Trong năm 2012 của chúng ta này. Rồi vậy thì sau khi các bạn đã đọc được cái này rồi thì chúng ta trả lời từng câu một. Câu trong bài tập số 1 này chúng ta trả lời 3 câu này cho thầy. Câu thứ nhất, thời gian vui chơi giải trí mà người nhiều người ở Mỹ họ làm là bao nhiêu?
thì chúng ta nhìn vô đây, người ta đã liệt kê cho chúng ta rồi, 5,1 giờ. Đó, các bạn thấy chưa? Cái vui chơi giải trí này nó có thể bao gồm trong cái hoạt động thể thao luôn trong đó các bạn luôn nha. Cho nên cho phép chúng ta chọn là 5,1 giờ trong một ngày. Đó, đó là câu số 1 các bạn nha. Câu số 2, họ đã làm gì trong cái việc dùng thời gian vui chơi giải trí của họ? Có nghĩa là thời gian vui chơi giải trí của họ, họ dành vào cái việc gì các bạn? Thì rất là dễ đúng không? Thời gian vui chơi giải trí của họ, chắc chắn cái việc xem TV phải là cái đầu tiên. Đó, watching TV. Rồi bây giờ thầy in ra cho các bạn luôn nè, thầy để cho các bạn trả lời luôn, chứ nhiều lúc thầy nói các bạn, nhiều bạn không có ghi ra được. Đây, các bạn nhìn đây nha. Đây, thầy in ra cho các bạn luôn nè, để thầy ấy nhỏ lại nha các bạn dễ thấy. Đây, đó, câu số 2 này các bạn. Câu số 2 này, họ đọc sách báo, xã giao, giao tiếp, tập thể, tập luyện thể thao, sử dụng máy vi tính, thư giãn, suy nghĩ và xem TV và những hoạt động vui chơi giải trí khác. Đó, như vậy là câu số 2 này các bạn chỉ cần trả lời ngắn gọn như vậy là được rồi với cái câu hỏi này. Và câu số 3 của chúng ta này, những cái hoạt động phổ biến nào nhất? Ba cái hoạt động phổ biến nào là nhất, là nhiều nhất? Có nghĩa là cả cái câu hỏi này các bạn hiểu là các bạn tìm ra ba cái hoạt động vui chơi giải trí phổ biến nhất. Đó, ba cái hoạt động vui chơi giải trí phổ biến nhất. Thế thì chúng ta nhìn vô cái biểu đồ hình chart này thì các bạn đã quá rõ rồi đúng không? Đầu tiên là xem TV, thứ hai là xã giao và giao tiếp, và thứ ba là sử dụng máy vi tính nè. Đây, cái này là 2,8 giờ, cái này là 39 phút, và đây các bạn nhìn rất dễ này, 39 phút, và cái này là 25 phút. Ba cái này là chiếm nhiều nhất thời gian, ba cái miếng bánh rất là to này, ba miếng bánh to này các bạn. Rồi vậy thì bây giờ thầy ấy ra cho các bạn nhìn luôn, in ra đây, xem TV, hoạt động xã giao và giao tiếp và sử dụng máy vi tính, đó là ba cái hoạt động vui chơi giải trí phổ biến nhất ở Mỹ đó các bạn ha. Đó, rồi như vậy là bài tập số 1 chúng ta làm xong rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 á là người ta đề nghị mình làm cái gì? À, bài tập số 2 đây, để thầy in to lên cho các bạn dễ nhìn thấy. Bài tập số 2 là so sánh. À, không phải so sánh mà hoàn thành cái bảng ở phía dưới đây. Đây, cái bảng của chúng ta này. Một cái là relaxing, một cái là relax động từ. Cái bên này là tên hoạt động, còn cái này là động từ. Đó. Các bạn hình dung được chưa? Bây giờ thế này, người ta đề nghị mình là hoàn thành cái bảng với cái thông tin từ cái biểu đồ hình chart này. Đây, cái biểu đồ hình chart của chúng ta, biểu đồ chart này. Và chúng ta hoàn thành như thế nào? Đây, ví dụ như thầy hướng dẫn các bạn nha. Ví dụ như bên này, tên của hoạt động thì hoạt động thư giãn này. Đây các bạn nhìn đó nha, hoạt động thư giãn thì bên đây động từ là thư giãn. Rồi vậy thì hoạt động thứ hai là gì các bạn? Thinking. Đây, hoạt động thinking. Đây các bạn nha, relaxing and thinking. Để thầy in lại cho các bạn dễ nhìn thấy này. Đây, thầy nói rõ lại, cái hoạt động đầu tiên là relaxing này không phải là một mình đó, mà các bạn nên đưa chung với cái hoạt động này luôn. Đây, relaxing and thinking luôn. Đó, các bạn viết chung luôn, relaxing and thinking, được chưa? Đó, hoạt động này thì tương ứng với động từ relax and think. Đó, các bạn hình dung được chưa? Đây là động từ. Rồi, cái hoạt động tiếp theo là hoạt động gì các bạn? Hoạt động tiếp theo là hoạt động
Using the computer. Đây, hoạt động này, sử dụng máy vi tính để vui chơi giải trí. Thì động từ của nó là gì? Động từ của nó là use. Các bạn ghi hoạt động này nhé các bạn nhé. Hoạt động số 1 này, thầy tạo cho hoạt động số 1 này nhé. Hoạt động số 2, hoạt động số 3, hoạt động số 4, hoạt động số 5 đi. Đó. Hoạt động số 6 đây. Đây, 6 hoạt động này nhé các bạn nhé. Đây, 1 hoạt động này, hoạt động thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Vậy thì hoạt động thứ 1 chúng ta đã vừa làm xong rồi. Cụm hoạt động và động từ của nó đây. Động từ đây. Hoạt động thứ 2 là gì? Sử dụng máy vi tính thì chúng ta có động từ gì các bạn? Có động từ gì? Động từ hoạt động thứ 2 các bạn ghi xuống dưới này nha. Thầy không ghi ra nữa nó tốn thời gian. Hoạt động số 2 này, hoạt động số 3 này, số 4 này, số 5 này, số 6 này. Đó, 6 hoạt động. Thì hoạt động thứ 2 là sử dụng máy vi tính thì động từ nó là gì? Use. Đó, các bạn thấy chưa? USE này. Rồi, hoạt động thứ 3 là chơi thể thao và tập thể dục. Chơi thể thao và tập thể dục thì chúng ta có động từ gì? Do. Do. Đó, số 3 này. Số 2 này. Đó. Hoạt động số 4, đọc sách báo thì chúng ta có động từ gì? Read. Đây, số 4 này các bạn. Đọc sách báo đúng không? Là bên này một tên read. Đó, động từ đó các bạn. Hoạt động số 5. Hoạt động số 5 là xã giao và giao tiếp. Xã giao và giao tiếp thì chúng ta có động từ xã giao và giao tiếp luôn. Đây, số 5 đây. Socialize. Đó. Socialize and communicate. Communicate. Đây thầy viết dưới đây nha. Đó. Socialize and communicate. Để thầy phiên âm cho các bạn luôn. S O C I A L I Z Z E C O M M U N I C A T E. Đó các bạn nha. Đây này, S O này, chữ O nhá. S O C I A L I Z E C O M M U N I C A T E. Chữ thầy không được đẹp cho nên thầy phải nói rõ ra cho vậy để các bạn dễ nhìn thấy ha, để các bạn ghi được. Rồi, hoạt động số 6 của chúng ta là gì? Hoạt động số 6 của chúng ta, số 5 đâu rồi? Rồi, số 5 là có rồi. Hoạt động số 6 chúng ta là xem TV. Thì chúng ta có động từ gì? Chúng ta có động từ watch. Đó, xem TV này, watch. Đó, các bạn ha, W-A-T-S-K-H này. Rồi, như vậy là bài tập số 2 này các bạn đã hình dung được chưa? Cái cách chúng ta viết cái hành động ra và cách chúng ta viết động từ của nó. Đó, các bạn ha. Rồi, như vừa là bài tập số 1 và bài tập số 2 trong các phần từ vựng chúng ta cũng đã làm xong. Và hẹn các bạn ở bài tập thứ 3 của phần từ vựng này. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận nhiều video hay.